Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời một số quy định về luật bảo trợ xã hội. Mục theo đơn thư nêu vấn đề có hay không việc công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền xả thải trực tiếp ra môi trường. Một ống kính truyền hình phản ánh cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng cải tạo ruộng đồng để khai thác đất trái phép tại xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn. Phần cuối chương trình là mục nhắn tin bạn xem truyền hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Bà Nguyễn Thị Cảnh ở khu 1 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc hỏi: chồng tôi mất đã lâu, một mình nuôi hai con, tôi không có công việc ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng chính sách trợ giúp của nhà nước không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau. Điều 5 Nghị định số 136 năm 2013 của Chính phủ quy định những đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý gồm: trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng, người tàn tật nặng không có khả năng lao động, người mắc bệnh tâm thần. Căn cứ quy định trên, trường hợp của bà không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua số điện thoại đường dây nóng 0888153636 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã nhận được phản ánh về việc công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền xả thải trực tiếp ra kênh nước của khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo nội dung phản ánh, chúng tôi đã có mặt tại vị trí được cho là bị công ty xả thải trực tiếp ra môi trường. Đây là một đoạn kênh ngắn có chiều dài khoảng 200m, có điểm đấu nối với bể bioga của công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền. Đoạn kênh có màu đen, đầu điểm đấu nối có lắng phân và mùi hôi. Tuy nhiên, theo khẳng định của đại diện ban lãnh đạo công ty, Ủy ban nhân dân xã Dân Quyền, thì đoạn kênh này nằm trong phần đất của công ty và được đấu nối với bể bioga thứ ba, có chức năng lắng lọc nước thải trước khi chảy vào hồ sinh học. Đoạn kênh này đấu nối với hồ sinh học, không liên quan đến nguồn nước bên ngoài của địa phương. Khu vực dân cư gần nhất nằm cách phần đất của công ty khoảng 100m, cách chuồng trại khoảng 600m. Qua tìm hiểu được biết, công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền có tổng diện tích đất khoảng 22 hectare, trong đó diện tích trang trại rộng 8 hectare, diện tích hồ sinh học 2 hectare, diện tích đất trồng lúa, mặt nước và đất trồng cây ăn quả là 12 hectare. Trang trại được xây dựng ở chính giữa khu đất, tiếp đến là hệ thống ao sinh học bao xung quanh và đất trồng lúa, mặt nước, trồng cây ở bên ngoài. Quy trình xử lý phân và nước thải qua công ty được xây dựng và hoạt động theo phương thức phân và nước thải trong hệ thống chuồng trại được đưa vào một bể phốt được lắp đặt máy tách phân, sau đó chảy vào ba bể bioga. Sau thời gian lắng lọc, nước phân sẽ chảy ra khu lắng lọc, sau đó mới đưa vào hồ sinh học trước khi chảy ra ngoài. Được đi thị sát cùng với đoàn công tác của tỉnh thì thấy được là các cái bước, các cái bể lắng rồi bể lọc cũng như thế là cái xử lý trong cái việc xử lý thải là cũng đã qua các cái quy trình, những cái mùi hôi, cái thực trạng tại thời điểm những cái ngày nóng bức, trời nồm thì vẫn còn phát tán trong không khí. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với Cảnh sát Môi trường kiểm tra thực tế tại công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện công ty xả thải trực tiếp ra môi trường. Việc thu gom và xử lý chất thải đã cơ bản đáp ứng được quy định về bảo vệ môi trường. Khu vực bên ngoài tường rào, cách khu chuồng nuôi và xử lý nước thải có mùi hôi nhẹ. Kế hoạch xử lý về cái mùi hôi sắp tới thì công ty có cái kế hoạch là ủ men vi sinh vật, dùng chế phẩm với IM để phun vào nền chuồng. Cái thứ hai là hốt cái phần tươi triệt để hơn tí nữa để bớt cái phần vật chất khô chảy xuống hồ sinh học. Như vậy, việc phản ánh công ty xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước khu dân cư là không có cơ sở. Việc thu gom và xử lý chất thải cũng cơ bản đáp ứng được quy định. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi phát tán ra khu dân cư, trong thời gian tới, công ty cần thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp xử lý chất thải, nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng việc cải tạo ruộng đất,
và được tận thu đất trong quá trình cải tạo. Một hộ dân thuộc xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn đã cố tình khai thác đất ngoài vị trí cải tạo để bán kiếm lời. Thôn 7, xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn có diện tích gần 15.000 m2 đất ruộng nhưng bị bồi cao, thường được gọi là cồn 30. Do vị trí này cao hơn so với ruộng, khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn, nên gần 20 hộ dân có ruộng đã đề xuất Ủy ban dân xã cho cải tạo, hạ thấp độ cao của ruộng. Sau khi nhận được đề xuất của nhân dân, Ủy ban dân xã Minh Châu đã làm tờ trình và được Ủy ban dân tỉnh và huyện cho phép cải tạo ruộng tại vị trí cồn 30. Đất dư thừa được phép cho tận thu để bù đắp kinh phí cải tạo và tiền bán đất trích một phần để nộp thuế cho nhà nước theo quy định. Việc cải tạo đồng ruộng được giao cho gia đình ông Vũ Trọng Sơn đứng ra thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo đất ruộng, ông Sơn đã cố tình khai thác đất ngoài khu vực được phép để bán kiếm lời. Ông Sơn đã có lợi dụng cái việc được phép khai thác cái đất được phép của Ủy ban dân tỉnh, lợi dụng khai thác sang cái vùng không được phép khai thác. Và hiện nay, theo cái chỉ đạo của Ủy ban dân huyện, Ủy ban dân xã đang tiếp tục giám sát và đôn đốc ông Sơn thực hiện để bồi hoàn lại cái phần vi phạm. Đáng nói là tại vị trí khai thác đất không được phép, ông Sơn đã múc đất rất sâu và rộng, tạo thành hai cái hồ lớn. Để làm được điều này mất rất nhiều thời gian, thế nhưng không hề được chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn. Sự việc chỉ được dừng lại khi có sự phản ánh của người dân. Liệu chính quyền địa phương do tắc trách để xảy ra sai phạm hay cố tình lờ đi để tiếp tay cho người vi phạm? Người dân rất cần câu trả lời từ phía các ngành chức năng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, 30 tập Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã nhận được đơn thư phản ánh của các ông bà có tên sau đây. Đơn của giáo viên trường mầm non xã Hà Thanh, huyện Hà Trung phản ánh về một số sai phạm trong công tác quản lý nhân sự của ban giám hiệu. Đơn của ông Lê Minh Giáp ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia khiếu nại về đất đai. Đơn của tập thể nhân dân ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung khiếu nại về đất đai. Đơn của ông Lê Đình Toán ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn khiếu nại về việc đền bù giải phóng mặt bằng. Đơn của bà Vũ Thị Tử ở xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống phản ánh một số sai phạm trong quá trình thu chi ở địa phương. Đơn của ông Nguyễn Ngọc Trọng ở xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa phản ánh việc chôn cất, mai táng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Đơn thư của ông bà hiện chúng tôi đang xem xét hoặc sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để được trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.